thế gian. Dạ, mình tên là Nguyễn Đại Nam ạ. Thắng. Thắng. À, Quân. À, mình tên là Duy Anh. Em là Nguyễn Đăng Tân. À, từ bên trang Tinh Tế VN á. Mình biết từ đến từ người quen là làm bên Bạch Long Khe này luôn ạ. Anh biết tới Bạch Long Khe là qua trang web đó. Anh thường xuyên hay đọc về máy tính rồi điện tử rồi kia đó thì anh biết tới cái cửa hàng này. À, qua bên Facebook à. Biết thông qua là trong diễn đàn Tinh Tế, tinhte.vn. Anh rất, rất là vui. À, thấy cũng đông rồi. Nhưng mà may mình vào sớm không thì mình mới thay sớm không thì mình ra trễ rồi. À, thì hôm nay mình tới đây mình thấy thì cũng khá đông là khách hàng tới sử dụng dịch vụ. Không khí ở đây thì rất là náo nhiệt, mọi người tới tham dự rất là nhiều. Và cung cách làm việc của cửa hàng rất là chuyên nghiệp, rất là tận tình. À, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Rất hài lòng về rất là phục vụ của đây ạ. Thì hiện tại thì mình thấy vừa là nhanh chóng và thấy thân thiện gần. Thì là lần đầu tiên là anh cũng tới đây thì là anh nhận thấy là nhận xét là nhân viên của chỗ công ty em thì là rất là nhiệt tình, vui vẻ và chất lượng thì anh cũng mới lần đầu tiên thôi. Thế nên là nói chung về chất lượng thì cũng được. Thì điều đầu tiên mình thấy là khi mà sử dụng dịch vụ là nhân viên là thay thế phụ tùng ngay trước mặt của khách luôn chứ không phải là để khách chờ đợi hoặc là giữ máy lại, thì cái đó làm cho khách hàng là khó lòng mà tin tưởng được. Vậy anh đánh giá trải nghiệm ngày hôm nay tại Bạch Long Khe được bao nhiêu điểm từ thang điểm là 1 đến 10? Thì 1 đến 10 thì nói 10 thì cũng hơi quá, nhưng nói chung cho 9/10. Dạ, không khí cũng như là cung cách làm việc của kỹ thuật viên rất là chuyên nghiệp và chỉ trong vòng là 10 phút là mình đã có được cái sản phẩm mong muốn. Thay pin là thấy là rất là hài lòng. Nói chung thấy chất lượng phục vụ rất là ok. Quy trình sửa chữa thì thấy cũng chuyên nghiệp, nói chung là mình cho khách hàng ta xem người ta cũng yên tâm hơn, nói chung là biết cái máy của mình như thế nào thế nào. Tại vì cái ngày đầu cái khai trương nó hơi bị lộn xộn ba vấn đề hay là không có đồng bộ với nhau á. Vậy là chứ còn vấn đề kỹ thuật ok. Dạ, vậy là do cái buổi đầu mình khai trương mình vẫn còn nhiều cái trục trặc về cái thô nhân sự là chưa có thống nhất với nhau, còn về kỹ thuật là ok đúng không anh?